Xin chào các bạn. Trên tay mình đang là cái mẫu stand, là cái chân giật cho iPhone hoặc là những cái smartphone khác các bạn có thể sử dụng được. Cái này là bằng hợp kim nhôm và các bạn có thể xếp lại một cách dễ dàng, cũng như các bạn có thể chỉnh cái góc độ tùy ý. Đó, bản lề của nó rất là đẹp và chắc chắn, và nó rất là nhẹ, nó không có bị lỏng lẻo hay là như là những cái đế mà bằng nhựa rẻ tiền. Đó, gọn gọn gàng. Cái này là dành cho iPhone, thì tất cả những cái iPhone từ 13 Pro Max trở xuống các bạn đều có thể sử dụng được, hoặc là những cái điện thoại lớn tương đương của các hãng khác. Mình thì mình không có rành những cái sản phẩm của Android, mình chỉ chuyên đồ Apple thôi. Đó, ở đây mình sẽ để thử cho các bạn xem ha. Các bạn có thể thấy là bản lề của nó rất là nhẹ, gần như các bạn không thể nghe được cái âm thanh mà các bạn mở ra gập vào. Các bạn có thể nhìn thấy chi tiết hoàn thiện của nó rất là đẹp, từ phần khuét ở trong cũng vậy ha. Cái này họ đã làm cái phần cao su, đệm cao su ở đây cũng như ở tựa lưng, để cho máy của bạn nó sẽ không bị cứng chày khi mà cạ vào những cái phần bằng nhôm này. Bên dưới cũng có một lớp cao su để chống trượt nha các bạn. Đó, rồi đây, cái này là tiện để cho chúng ta có thể đem theo đi du lịch, đi công tác hay gì đó. Bạn gọi FaceTime với người yêu, hay là xem video, xem phim, xem YouTube gì đó, thì các bạn sẽ, hay TikTok gì đó, các bạn sẽ không có phải cầm riết nó bị mỏi. Đây là cái 13 Pro Max. Đó, mình đã thử cho các bạn nhìn. Đó, các bạn có thể để chiều đứng hoặc là chiều ngang tùy ha. Cũng có thể gập lại tùy chỉnh theo cái góc. Đó, mình thử để đứng nè, như thế này để nghe. Thì cái này nó bằng nhôm, với lại là cái chân của nó thiết kế cái kiểu giống như cái chân của cái iMac này nè, cho nên mình rất là thích nó, mình thấy nó đẹp, mình chỉ bán cái mình thích thôi. Đó, bán cái mình thích và tìm người có cùng sở thích với mình. Rồi, đây là cái 12 nhỏ. Cái này là có gắn cái ốp rồi, cái lớn đó, còn cái này cái nhỏ nè, chưa gắn ốp. Thì các bạn có thể thấy là đây, cầm này các bạn nhìn quay nghe. Mình sẽ cố gắng làm video thật là ngắn để không mất thời gian của các bạn ha. Rồi, cái máy nhỏ, và đây là cái iPhone 8 Plus. 8 Plus. Ok. Đây, các bạn có thể nhìn đây. Rất là gọn, tiện. Đó, dựng đứng cũng được, để nằm cũng được. Cách nào thì nó cũng vẫn đứng chắc chắn hết nha các bạn. Rồi, thì nó đóng gói như thế này. Mình đã bỏ cái hộp ra rồi. Đây, sẽ có một cái bao đựng để các bạn đem theo. Đó, các bạn bỏ nó vào và các bạn kéo cái dây lại. Đó, bọc theo, nhỏ gọn lắm, nhỏ xíu á, trong bằng lòng bàn tay mình thôi. Quá nhẹ, tại vì nó bằng nhôm. Cái này thì nó có màu bạc, màu vàng và màu đen. Đó, đây là cái màu bạc, đây là cái màu gold. Thì mình đã mở sẵn cái hộp này là cho nó khỏi mất thời gian của các bạn. Mình sẽ cố gắng làm clip, lúc nào mình cũng cố gắng làm clip ngắn nhé. Đó, và đây là màu đen nữa, ba màu.
Rồi, tạm để cái này ra một bên. Mình sẽ giới thiệu với các bạn cái của iPad. Tức là cái lớn hơn. Các bạn có thể để được cả iPhone, nhưng mà các bạn đặt cái iPhone lên thì nhìn nó không cân xứng lắm, cho nên nó sẽ không đẹp. Còn các bạn để cái iPad lên nó sẽ đẹp hơn. Nó cũng có cái túi như này các bạn. Đây. Rồi. Nó cũng y chang cái của iPhone thôi, nhưng mà nó dành cho iPad được. Các bạn có thể để cái máy lớn hơn, có thể lên tới 11 inch, giống như iPad Pro 11. Mình chưa thử 12.9, tại vì mình không có cái mẫu 12.9 nên mình chưa test thử, nhưng mà mình nghĩ cũng có thể dựng được. Đó. Bình thường iPhone cũng ok, iPhone lớn nhỏ gì cũng được hết á. Đó. Rồi. Thử cái iPad ha. Tạm thời mình để cái này qua đây. Đầu tiên mình sẽ thử với cái mini 7.9 inch. iPad mini 7.9. Các bạn cũng có thể dựng đứng được bình thường. Rồi, tiếp theo mình sẽ thử với cái iPad 9.7. 9.7, 10.2 và 10.5 thì kích thước nó cũng gần gần xem nhau. Cái này là iPad 9.7 E2 và iPad Gen 5, Gen 6 là 9.7 inch. Đó, các bạn để. Bây giờ các bạn để mà nó bị ngã, các bạn có thể điều chỉnh cái góc này gập thấp xuống một chút để nó cân bằng hơn. Đó. Cái này thì các bạn có thể tùy chỉnh tùy ý nữa. Ý mình là các bạn cái góc này các bạn nên để khoảng cỡ 45 độ thì nó sẽ đẹp và nó sẽ chắc chắn hơn. Đó, dựng đứng như thế này cũng gập lại rất là gọn. Các bạn sẽ coi cái này thì các bạn sẽ xem nó sẽ không bị mỏi. Nếu mà xem thời gian lâu, và nhất là những anh chị mà có con á, không nên cho bé nó cầm lâu thì nó sẽ bị dễ bị thoái hóa đốt sống cổ. Tốt nhất là chúng ta có một cái stand để trên bàn và cho nó ngồi thẳng lưng để nó xem, nó sẽ không bị thoái hóa đốt sống cổ và nó sẽ không bị sai cái tư thế. Đây là cái 10.9 với 11 inch như iPad Pro 11 thì cũng xài cái, hay là iPad Air 4, Air 5 cũng xài cái chân này được nha các bạn. Mình nghĩ là 12.9 cũng không thành vấn đề, do mình không có màu đen đó ở đây. Nhưng mà theo như mình nhìn cái này, theo như kinh nghiệm của mình bán mấy cái phụ kiện này, thì mình thấy cái này hoàn toàn có thể đáp ứng được cho cái iPad Pro 12.9. Đó, mình đang để nó nằm nè. Như cái này là cái kích thước này là kích thước của E4 cũng như là E5, cũng như là iPad Pro 11, 2018, 2020, 2021 gì đó. Ví dụ khi mà các bạn để như thế này nó bị ngã, các bạn cũng có thể điều chỉnh ngược lại, gập nó lại cho cái này nó cao lên. Tùy theo các bạn chỉnh cái góc thôi thì nó vẫn có thể dựng được. Nhưng mà cái iPad thường thường mình khuyến khích là các bạn để chiều ngang, nó sẽ đẹp hơn. Và các bạn nhìn cái màn hình iPad ngang nó cũng rộng hơn. Và các bạn để dọc. Rồi, cái này có những màu gì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây là màu bạc ha. Có màu đỏ. Màu đỏ rất là đẹp. Mình gặp thấy rất là nhiều màu. Màu vàng gold. Màu đen. Đấy, màu đen. Xem màu hồng. Đó, màu hồng rất là dễ thương. Rồi. Thông số mình sẽ cho các bạn xem trên cái trang của Best Buy Mỹ. Đây ha, nó có thể gặp như thế này. Thì mình chưa có chụp, mình mới lấy cái này về thì mình sẽ chụp hình riêng, mình không có lấy hình trên mạng. Với lại là bên mình luôn luôn thích dùng video. Video lúc nào mình thấy nó chân thật hơn, cho nên mình luôn một cái thời gian là mình sẽ làm clip để cho các bạn xem cho nó dễ ha. Thì hàng bên mình là ship toàn quốc miễn phí và các bạn có thể đổi nếu mà như nó bị lỗi. Bên mình ship miễn phí cho kiểm trước,
Nên các bạn cứ việc đặt hàng không phải lo những cái vấn đề đó. Rồi ok. Bên mình bán rẻ hơn giá này. Các bạn cứ inbox ha. Xin cảm ơn các bạn.